em ấy thử nó kêu nó coi. Chu đưa tay, em đưa tay đây. Chào chị. Hả? Lên rồi, chờ anh mở cửa nha. Không ai đi, đi đường nào? À, đi đường sao á? Đi đường này dễ thanh lý hơn không? Hả? À, nó mới vậy. Hey.
đây chị. Thank you.
Minh nó nói là không có bông nhan phúc, nói là bảo đảm ok, coi như chỉ trà khuyến mãi nha, cái này không có tính xu nào hết đó. Phải mới nói thức thì đó, người ta lặp lại mà cũng yeah, lấy nhiều. À, bạn thấy không, bạn nấu này khách chìm vô chỗ cơ sở kinh doanh của bạn đó, không có mấy anh em làm đây nữa nha. Đó, anh em làm cái cây bây giờ anh dẹp ra rồi anh đi cạo cửa nè.